Cơ quan chức năng khẳng định những tin tức lan truyền trên mạng xã hội thời gian gần đây là giả. Đó là tin về biến thể mới SARS-CoV-2 độc hơn biến thể Delta gấp 5 lần. Hà Nội sẵn sàng phương án dạy học trực tuyến khi có học sinh mắc COVID-19. Bên cạnh đó, thì một loạt website giả mạo cổng thông tin điện tử Bộ Công an, ngân hàng chiếm đoạt thông tin cá nhân trên mạng. Người dân cần cảnh giác cập nhật thông tin theo các kênh chính thống của các cơ quan có thẩm quyền. Từ đầu năm đến nay, Bộ Thông tin và Truyền thông đã tiếp nhận và xử lý hơn 500 tin báo của người dân về tin giả.